hôm nay thì Hoàng Sơn sẽ cập nhật bảng giá mới 2023 hàng máy đo huyết áp chính hãng cho bà con mình tham khảo nha. Thì 2022 á, chúng ta có những model đời cũ thì giá vẫn vậy. Qua 2023 chúng ta có những mẫu mới cũng giống như mẫu cũ nhưng mà nó có thêm chức năng là kết nối điện thoại, và giá thành thì mắc hơn không nhiều, nó tầm từ 20 đến 50 ngàn tùy model nha. Thì hiện tại thì Hoàng Sơn sẽ giới thiệu dòng máy 2023, còn những dòng máy đời cũ nếu mà như cả nhà mình muốn mua những cái máy đó hoặc là tham khảo những máy đó thì xem lại video trước ha. Đây là dòng máy cơ bản của Amrong là 7142T1, chỉ đo huyết áp, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, đếm nhịp tim và kết nối Bluetooth ha. Mình có thể lưu cái dữ liệu vào trong điện thoại mà không cần bộ nhớ luôn, thì mắc hơn cái đời cũ chỉ có 20 ngàn. Thì hàng chính hãng là 960 ngàn, bảo hành 5 năm cả nhà ha. Hàng Amrong chính hãng á 960 ngàn. Rồi cái dòng cao cấp hơn một xíu đó là 7143T1, nó là 1.190.000. Thì có chức năng gì? Thì ngoài chức năng đo huyết áp nè, đếm nhịp tim, thì có chức năng là kiểm tra tim loạn nhịp, cử động khi đo và bộ nhớ 30 lần, và đương nhiên là có kết nối điện thoại ha. Nó là 1.190.000. Rồi dòng máy mà nhiều người xài nhất đó là 7156T. Tại sao mới ra mà Hoàng Sơn nói là sử dụng nhiều nhất? Tại vì cái đời trước đó là 7156 là rất là nhiều người xài, tại nó là cái tầm giá trung 1.500.000. Còn cái này 7156T nó chỉ khác là nó có thêm chữ T là kết nối Bluetooth với điện thoại để lưu bộ nhớ. Tại vì những dòng cơ bản thì đều bảo hành 5 năm nhưng mà nhiều khi nó không có cái chức năng là cảnh báo loạn nhịp, cử động khi đo. Cái này bộ nhớ 60 lần và có ngày giờ nhớ nha, có vòng khuôn cứng tạo sẵn để tránh sai sót đó. Thì cái này là giá tầm trung nên được nhiều người xài. Còn những dòng mắc tiền hơn á, thì có cảnh báo đột quỵ thì giá nó khá là cao đó. Thì cả nhà cũng có thể mua cái model đời trước, tại vì hàng được bảo hành chính hãng 5 năm mà, và vẫn còn sản xuất những model trước đó. Nếu mà bà con mình quan tâm có thể chọn cái dòng máy kết nối điện thoại này, mắc thêm 50 ngàn. Rồi Hoàng Sơn có từng video riêng về hướng dẫn cái cách sử dụng và kết nối điện thoại cho cả nhà mình rồi nghe. Hoặc là có gì thắc mắc thì bà con cứ gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để có thể có thêm thông tin nha. Rồi còn đây là dòng máy 7361T 2023 thì nó cũng không có khác gì 2022, thì 2022 nó đã có kết nối điện thoại rồi nên là mẫu này vẫn là mẫu của 2022 và chưa có cái nào để thay thế nó. Thì chức năng của nó là gì? Giá tiền của model này là 2.950.000 và chức năng đặc biệt của nó là cảnh báo đột quỵ, cảnh báo sớm đột quỵ ha. Nếu như nhà mà mình có người lớn tuổi, ông bà lớn tuổi hoặc là có những cái bệnh về tim mà mình quan tâm về cảnh báo đột quỵ, mình nên mua những cái dòng như thế này đó. Nó sẽ cảnh báo rung tâm nhĩ, dễ tạo ra cục máu đông đó, cảnh báo sớm cho mình biết ha. Cái này 2.950.000 được bảo hành chính hãng 5 năm cũng giống như những model này, và Hoàng Sơn cũng có video hướng dẫn cả nhà cách xài rồi ha. Rồi cái dòng tiếp theo CBN 600 thì vẫn vậy, model 2023 chưa thấy thay thế, đó là 2.150.000. Đây là dòng sản xuất tại Nhật nha. Những cái dòng màu xanh như thế này là sản xuất tại Việt Nam, hàng Nhật, linh kiện Nhật sản xuất Việt Nam. Còn đây là dòng linh kiện Nhật lắp ráp tại Nhật luôn. Đó là 2.150.000. Và đây là dòng 7600T. 7600T, đó, dòng này đeo trên bắp tay. Hiện giờ cái model này là mắc nhất là 3.250.000. Đó, nhưng mà cái dòng này thì mình nhìn mình còn trẻ, mình dễ xài hoặc là đi công tác du lịch. Còn nếu mà như gia đình mình xài nên chọn những cái dòng to như thế này, màn hình to như thế này để ông bà mình dễ xài và dễ xem kết quả. Còn cái này hầu như là dữ liệu chuyển qua điện thoại hết, nó được cái rất là gọn nhẹ và thời trang đẹp ha. Thì hai model này không có gì thay đổi so với năm trước và đều sản xuất tại Nhật nha. Còn những dòng này là nếu mình mua là hàng chính hãng, là hàng Nhật sản xuất tại Việt Nam. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin rồi, và nhắc lại là những model đời trước của 2023 hãng vẫn còn bán nha. Có thể một vài năm nữa có thể ngừng cung cấp những model đó, nhưng mà hiện giờ vẫn còn bán và giá không đổi và được bảo hành chính hãng 5 năm. Cả nhà mình có thể gọi điện trực tiếp Hoàng Sơn để có thể cân nhắc mua một cái chiếc máy phù hợp với gia đình nha.